Phía bên tay phải có một quán cà phê rất là rộng, rất là mát mẻ luôn. Với lại là khu trò chơi dành cho trẻ em, khách sạn Ocean Dune. Cái con đường này rất đẹp nè. Hai bên là những cái hàng cây mẻ tây nè. Đây là cái cổng chính của Thanh Minh Tự đấy. Chỗ này thì cũng có khá nhiều người vào đây thắp nhang cũng như là chụp hình, là các cô các chị mặc áo dài vào đây chụp hình. Bàn tay nâng đỡ qua địa cầu và chú chim bồ câu mang tên công viên Hòa Bình. Phía trước bên tay trái hướng 10 giờ ha, quý anh chị và các bạn thấy có một cái tòa lâu đài. Đó là lâu đài Rạng Đông đó. Đó là sắp tới là trụ sở chính của tập đoàn Rạng Đông. Chỗ này cũng có 2-3 biệt thự nè, lâu đài nè. Nguyên tráng lệ luôn. Phía trước mắt quý anh chị là tòa nhà khách sạn TTC đó. Lần đầu tiên thì kênh YouTube Khám Phá Cùng Dương xin gửi lời chào và chúc sức khỏe đến toàn thể quý anh chị và tất cả các bạn nha. Buổi sáng hôm nay là ngày thứ bảy. Hôm nay thì mình sẽ đi dạo quanh một vòng khu đô thị du lịch biển Phan Thiết. Thì cái vị trí mình đang đứng đây chính là ngay cái vòng xoay. Vòng xoay phía trước có tượng đài Lý Thường Kiệt nè. Cái hướng này là hướng mà ở ngoài cái ngã ba đường Nguyễn Tất Thành và đường Lê Lợi, ngay chỗ bãi biển Đội Dương ha, chạy vào ha. Đó, còn hướng này là chúng ta chạy vào bên trong cái khu đô thị du lịch biển này. Và cái khu này còn được gọi là cái khu Ocean. Ocean có nghĩa là đại dương ha. Đó, bây giờ mình sẽ dẫn quý anh chị và các bạn cùng đi dạo một vòng nha. Đó, phía bên này cũng có một cái tòa nhà đang xây dựng lỡ dở nè. Đây là đường Lê Lợi nối dài nè ha. Chạy vào cái khu bên trong này là phía bên tay phải có một cái quán cà phê rất là rộng, rất là mát mẻ luôn. Đó, quán cà phê với lại là khu trò chơi dành cho trẻ em. Đó, có bãi đậu xe máy, bãi đậu xe ô tô luôn. Chạy qua phía bên này là khách sạn nè. Khách sạn là Ocean Dune. Phía bên này chính là khách sạn Ocean Dune nè. Đó. Ngày trước ở trong cái khu này là cái khu Sun Gold của một ông chủ người Mỹ. Bây giờ là một cái khu đô thị ha. Trong này đường xá rất là nhiều. Và dọc đường này là người ta trồng những cái hàng cây me nè. Phía bên tay trái mình có một cái tòa nhà Blue Ocean. Cái này là khách sạn kiêm quán cà phê luôn. Phía bên tay phải mình bây giờ là từ đó đến giờ là không biết là người ta quy hoạch xây dựng cái gì trong này, mà thấy lúc nào nó cũng rào tôn trong này hết. Rào tôn là kín luôn á. Cái thời gian trước chỗ này là làm lễ bế mạc năm du lịch quốc gia Bình Thuận là ngay tại đây nè. Phía bên tay phải mình. Chỗ này có một cái cổng chào ghi là khu đô thị du lịch biển Phan Thiết của tập đoàn Rạng Đông. Trong này còn rất là nhiều lô còn trống nè. Đường rất là nhiều luôn. Ở phía bên này có những cái hàng cây gọi là cây me tây á. Rất mát mẻ nha.
Cái con đường này rất đẹp nè, hai bên là những cái hàng cây mía tây nè, chỗ này là khách sạn nè, khách sạn Moon Hotel, khách sạn Lam Beach. Khách sạn Như Ý. Ôi, cái cây mê tây nó rớt trái quá chừng luôn. Ngày xưa còn thời thơ ấu đi học á, là mình thường hay lụm cái trái mê tây để ăn á. Nó rất là ngọt, ăn nhiều nó sẽ bị say. Hồi đó gọi là cái khu sân golf. Rồi mình nhớ là phía bì ngoài giáp với đường sát bên đường Tôn Đức Thắng là có một cái hàng cây keo. Mỗi lần mà cái mùa keo nó có trái là mình hay rủ bạn đi ra đó lấy cây khiều. Keo mà keo chát á. Ở ngoài này thì bây giờ cũng có khá là nhiều những cái khu nhà người ta đang xây dựng. Rộng rãi thoáng mát, nhưng ai mà có tiền vào đây mua một lô là xây nhà ở, nói chung là ai mà có tiền nhiều, kinh tế khá giả. Cái hướng đi thẳng là ra Thanh Minh Tự, công viên Hòa Bình. Còn rẽ bên phải này là ra đường Thủ Khoa Hung nè. Còn chúng ta rẽ sang bên trái là đi qua lại tượng đài Lý Thường Kiệt, đi ra lại biển Đại Dương. Bây giờ trời mưa cho nên là lá cây nó rụng, bắt đầu là trời mưa nó bị nghẹt cái ống cống. Mình thấy công nhân người ta đang dọn dẹp vệ sinh. Ở ngày này là lúc nào cũng phải được dọn dẹp sạch sẽ ha, quét dọn sạch sẽ luôn, vệ sinh môi trường. Đó, phía trước mắt quý anh chị và các bạn là Thanh Minh Tự. Chỗ này thì cũng có khá nhiều người vào đây thắp nhang cũng như là chụp hình, nhất là các cô các chị mặc áo dài vào đây chụp hình. Đây là cái cổng chính của Thanh Minh Tự đây. Ở phía bên trong có hồ cá coi cũng như là tượng Mẹ Quan Âm. Ngay cái ngã tư này mình sẽ để trái nha. Ở trong này là quá trời đường luôn á. Đúng là nhà đã chưa? Nhà 2-3 mê. Nhà 2-3 mê luôn. Cao cửa rộng. Bên này là quán cà phê Water God. Ở đây có hai cái tòa nhà đang xây dựng ha. Bên này có cái khách sạn mang tên là Ruben gì đây. Ban công người ta treo những cái dây leo. À,
cái xe tải phía trước nó chở xi măng bụi quá. Mình sẽ quay lại nha. Phía tay trái có hai cái tòa nhà nè đang xây dựng nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cũng 10 tầng á, 10 đến 12 tầng. Ở bên này có mấy cái ngôi biệt thự rất là đẹp, cổng hò văn nữa. Chỗ này có một cái hàng hoa sứ trắng rất là đẹp luôn. Chỗ này là nằm bên hông cái khu Thanh Minh Tự là cái vị trí đất chỗ đó là ngày xưa có một cái am nhỏ, còn phía bên này là công viên Hòa Bình nè. Để mình cho quý anh chị và các bạn xem cái đồ bàn tay nâng đỡ quả địa cầu, có chú chim bồ câu nè, đó, bàn tay nâng đỡ qua địa cầu, có chú chim bồ câu mang tên công viên Hòa Bình, đó, có chị lao công đang chăm sóc cây cũng như là tưới cây nè. Trước mắt cũng có hai cái căn villa rất là đẹp luôn. Đó, bên kia cũng đang xây nè. Bây giờ mình sẽ rẽ phải nha. Nếu mà quý anh chị và các bạn chạy thẳng luôn là sẽ ra được đường Thủ Công Hưng. Bên này có một cái quán gì đây, Chicken, bán món ăn liên quan về gà, gà rán. Gà rán Hàn Quốc, Otoke Chicken. Cái hướng phía trước nếu chúng ta chạy thẳng luôn là sẽ ra đường Nguyễn Tất Thành nha. Còn rẽ phải là sẽ ra đường Tôn Đức Thắng. Còn rẽ trái là qua tượng đài Lý Thường Kiệt. Buổi tối ở đây ngay cái công viên Hòa Bình phía bên tay tay trái mình, cái chỗ công viên Hòa Bình mà có đôi bàn tay nâng đỡ cái quả địa cầu á, buổi tối ở đây là các bạn trẻ cũng như là nam thanh nữ tú ra đây ngồi hóng mát trò chuyện rất là nhiều, rất đông.
Ở trong này thì những cái lô đất trống vẫn còn nhiều. Anh chị nào mà có tiền vào đây là mua một lô ở rất sướng. Phía trước bên tay trái hướng 10 giờ ha, quý anh chị và các bạn thấy có một cái tòa lâu đài, đó là lâu đài Rạng Đông đó. Đó là sắp tới là trụ sở chính của tập đoàn Rạng Đông, xây rất là lâu. Để mình dừng lại chỗ này, mình hướng camera qua cho quý anh chị và các bạn xem nè. Đó, phía trước màn hình đó, tòa lâu đài rất là lớn luôn, rất là đẹp luôn, nguy nga tráng lệ ha. Xây mấy năm giờ đó. Rộng rãi khang trang. Ở bên này có một cái villa xây dựng theo cái phong cách mình thấy giống như ở Mỹ này. Rất đẹp ha. Cái biệt thự bên này có cái dàn hoa giấy phía trước rất đẹp luôn. Đó, chỗ này cũng có hai ba cái biệt thự nè, lâu đài nè, nguy nga tráng lệ luôn, đẹp thiệt cái chứ. Để mình cho quý vị các bạn xem nè. Đó, đẹp không? Bây giờ thì mình sẽ rẽ phải nha. Hướng này là để ra biển Đại Dương nè. Phía trước mắt quý anh chị là tòa nhà khách sạn TTC. Để mình chạy qua đây chút xíu cho quý anh chị và các bạn xem cái công viên Đại Dương. Phía bên này là đường Lê Lợi luôn nha. Ở trên cái trục đường này thì có mấy cái quán cà phê cũng như là những cái nhà hàng. Buổi sáng hoặc là những cái ngày cuối tuần thì du khách tập trung cũng khá là đông, để uống cà phê hoặc là ra đây là ngắm biển, tắm biển. Bên này hiện giờ đang có cái hoạt động rồi nè, mình thấy đa số các bạn trẻ không. Hoạt động team building.
phía bên trong này chính là công viên Đại Dương, bước là khoảng vài chục mét là bãi tắm. Phía bên này chính là công viên Nguyễn Tất Thành nè. Một cái trục đường này là trục đường Nguyễn Tất Thành luôn nha. Đó, đường Nguyễn Tất Thành này hiện giờ là được làm rất là đẹp luôn nè. Ở chính giữa là những cái bồn hoa, trồng hoa giấy, những cái cây bằng lăng, cây tường vi. Rồi hiện tại bây giờ thì mình thấy người ta có làm thêm những cái công trình như là những cái tiểu cảnh bông hoa, con sứa, con cá. Ban đêm là lên đèn rất là đẹp, ban đêm là đèn LED đó, nó nhấp nháy đủ màu rất đẹp. Đường Nguyễn Tất Thành này là sẽ dẫn chúng ta chạy thẳng tới ngay vòng xoay Lê Dũng. Ngay vòng xoay Lê Dũng là giao lộ của đường Nguyễn Tất Thành, đường Trần Hưng Đạo, đường Lê Dũng và đường Cao Thắng. Đến đây thì mình xin tạm dừng video ngay tại đây. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúc mọi người sức khỏe dồi dào, mọi sự bình an và thành đạt trong cuộc sống nha. Bye bye.